Thưa quý vị, thưa các bạn, thanh nhãn là loại trái cây hội đủ các tiêu chí của một loại trái ngon. Nhận thấy điều này nên chị Nguyễn Thị Mai ở ấp 3 xã Thới Hưng, quyền Cờ Đỏ đã bàn với người nhà chuyển một phần đất đang trồng bản cầu sang trồng cây thanh nhãn. Và nhờ siêng năng chịu khó cũng như là đầu tư kỹ thuật bài bản, nên vụ trái năm nay gia đình chị đã thu được kết quả ngọt ngào. Dẫn chúng tôi đi thăm giường thanh nhãn của gia đình, chị Nguyễn Thị Mai cho biết, nếu như để cây ra bông theo tự nhiên, thì khoảng một tháng nữa trái mới chín. Tuy nhiên, rút kinh nghiệm từ những lần bị ủng ứ nông sản khi vào mùa đông ken, năm nay chị Mai quyết định cho cây đi trái sớm, khoảng một tháng rưỡi. Nhờ có được nguồn vốn dây ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, cộng với việc tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu kỹ thuật chăm sóc cây, nên vụ nhãn năm nay trúng mùa chưa từng có. Không chỉ được mùa, thanh nhãn năm nay rất được giá năm nay là em làm năm nay thấy nó đi hiệu quả hơn là nó tốt nó đạt hơn rồi có giá giá thì có giá nhiều hơn năm rồi năm rồi tại vì mùa dịch nó rẻ năm nay mà em bán trụng gài đồng mùa là được 75 mươi lăm ngàn một ký lái lại đây căng là bảy mươi lăm ngàn đầu ra nó có dễ không chị đầu ra hả đầu ra nhãn hả nó rất là dễ chị giấc này như giấc này phải không chị ấy cái đầu mấy khách hàng điện cái đầu bắt đầu đi ra bẻ. mấy chị em xúm ra cái đầu lạc lạc từ trái từ trái vậy nè đưa chín ra đặt đóng thùng vậy Chị Mai dự tính hơn 1 hecta thanh nhãn này sẽ cho sản lượng khoảng 2 tấn rưỡi trái. Nếu giá nhãn vẫn giữ được ở mức cao như hiện nay, thì cầm chắc sẽ thu vào 200 triệu đồng. Mặc dù trồng thanh nhãn thắng lớn, nhưng chị Mai không có ý định mở rộng diện tích loại cây này. 5 hecta đất của gia đình chị hiện đang trồng nhiều loại cây ăn trái như xoài, cốc, mãng cầu cái gì cũng có cái gì mà có chúng có có mùa là chúng là mình có trái mận cầu gai mình bây giờ nó có cái đạt hiệu quả hơn mình bán kính không được thì mình sẽ bán sống làm già không chạy theo phong trào để tránh rơi vào điều khúc được mùa thất giá đó là cách nghĩ mới thiết nghĩ cần được lan tỏa để những mùa trái chính luôn có được hương vị ngọt ngào